Xin kính chào bà con mình. Hôm nay tác giả Phan Nhật Bắc trở lại với bà con mình qua bài viết Ốc Mượn Hồn. Lời người viết: đây chỉ là một chuyện phiếm tác giả viết ra để lớp trẻ bị bưng bít và thiêu dệt cho một nhân vật quá nhiều huyền thoại được tông lên hàng thánh, ngồi chung bàn thờ với bậc Như Lai. Thật ra hắn chỉ là một Tào Tháo gặp thời và một người Tàu đội lớp người Việt. Lớp trẻ Việt Nam nên nhớ, không một người ngoại bang nào thương dân tộc mình. Cuộc chiến vừa qua, chúng ta chỉ là nạn nhân có bọn tay sai và bọn con buôn vũ khí. Lịch sử sẽ viết lại đúng chỗ cho nhân vật này sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị vứt vào sọt rác. Thanks. Quê Nam Đàn, Nghệ An, tên cúng cơm là Nguyễn Ba Nẩu, tự là Nguyễn Ác Bại, con của một phó bản lỡ thời, một quái nhân có hai cái tên này đã để lại dấu ấn khủng khiếp cho dân An Nam sau này. Người đội lớp hắn như con ốc mượn hồn, gieo tai họa cho dân tộc với câu nói bất hủ: đánh Mỹ cho đến người Việt cuối cùng và đốt sạch dãy Trường Sơn. Anh Ba Nẩu buồn quá nhìn ông già mình cứ nhậu hoài, làm tri phủ ở cái huyện hẻo lánh Bình Khê này chẳng biết moi đâu ra tiền. Dân thì đói, dưới nạn xu cao thuế nặng của triều đình, tụi Tây Dương nắm đầu bọn vua quan bù nhìn. Nghe nói ông Khải Định vua nhà Nguyễn thân hành qua Pháp, ông ta còn đòi đem xe vào phu kéo, tụi Tây can ngăn. Nhà vua đem cái thứ này qua mẫu quốc bắt người kéo dân bên đó nó treo cổ nhà vua. Ta là vua, ai dám phạm thượng? Ông Khải Định nói. Bậy hạ là vua Anamít cái đất bồ câu, chẳng ai biết. Ông Khải Định qua dự một cuộc đấu sở bên Pháp, có lẽ là hội chợ, bị ông Phan Tây Hồ viết bài hịch hài tội. Ông tức lắm. Nếu ở Việt Nam ông cho biêu đầu tại chợ Đông Ba. Anh Ba Nẩu nghe phong phanh, miệng truyền miệng, chứ thời này tờ Đông Dương thời báo chưa loan tin. Bố, sao cứ say lè nhẹ đánh dân và lính hoài vậy? Bố tìm cách thăng lên tuần vũ hay như cụ Khả nhờ theo Pháp mà thăng quan tấn chức? Từ khi ông cụ nhà đó đem bàn thờ ông bà vào chùa Từ Đàm rồi cải đạo, họ lên như diều mà bố cứ nằm nơi cái quyển chó ăn đá gà ăn muối này, nghèo vẫn hoàng nghèo bố ơi! Thầy tao cũng muốn chứ, nhưng chẳng có chỗ nào dựa lưng. Con biết đó, quan trường như chiến trường, phải chiến đấu tranh giành mới đặng. Mà sao con không lo học hành, mày cứ lò mò chuyện quốc sự, theo đòi cái đám Cần Dương mất đầu đấy. Anh Ba Nẩu không nói gì, bế tắc trong việc học hành, bây giờ chỉ có nước xin tụi Pháp một chân thư ký quèn gì đó. Nhưng tiếng Pháp ba rọi của mình chỉ đi làm công việc đổ than và đốt lò đầu máy hơi nước xe lửa mà thôi. Đùng một cái, ông bố say xỉn quất ông nông dân mấy hèo trúng chỗ nhược quay cô đơ chết ngắt, bị đóng gông giải về Huế trị tội, bị cách chức lưu đày vào Nam, làm ông thầy đồ, độ nhật qua ngày với ngày hốt thuốc Nam. Anh Ba Nẩu choáng váng đành xuống bến nhà rồng xin một chân phụ bếp. Cuộc đời anh Ba Nẩu bắt đầu một trang sử mới. Lúc Ba Nẩu 21 tuổi chẳng biết yêu nước là cái gì. Quan trọng là kiếm miếng ăn bỏ vô mồm, làm chuyện giang hồ đến mẫu quốc. Từ thành phố này, Ba Nẩu ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Anh Ba Nẩu làm bồi bàn, rửa chén phụ bếp mấy thằng Tây nó đi mệt lả người. Thì trong đám nhà bếp này có vài người là đảng xã hội Pháp, chủ trì anh tham gia vì sắp có một hội nghị để chia đảng phái tại Pháp. Mày à, tham gia đi, biết đâu sau này mày dạy lật đổ cái thằng vô bộ nhìn của mày lên làm vua. Nghe khoái quá, mẹ cứ theo biết đâu đổi đời, nghe ông bố chấm tử vi cho mình nói. Mày à, có số văn hùng như Tào Tháo thời Tam Quốc. Biết lợi dụng cơ hội mày thành công con à. Anh Ba Nẩu liêm diêm con mắt thì thằng sếp nhà bếp đánh cho một cái chảo vào đầu. Cô son, giờ này mày chưa rửa xong cái chảo ngồi đó mơ mộng. Anh Ba Nẩu ngồi dậy nhìn thẳng thằng sếp một tia mắt căm hờn. Mày biết tay ông,
Tao mà vào đảng xã hội mai này, biết đâu tao làm lớn sẽ thiến mày. Tiếng máy tàu nổ sập sình, bụi than xịt lên trời mịt mù. Con tàu đã đi khá xa cái tổ quốc, đang dưới gót giày thực dân, đánh mặt say. Ba nẩu lên bờ bỏ ngày rửa chén, theo đám người làm loạn. Hội nghị thua năm 1920, anh ba nẩu có mặt bảnh chọe trong bộ đồ vét mua ở chợ trời. Mà lần đầu tiên anh lộng cộng mặc vào cùng chiếc nơ bảnh chọe. Mụ Pháp mập ú đá long nheo anh ba nẩu kịch kịch xong nói, để tao xịt cho mày chút dầu thơm. Trời mẹ ơi, mùi dầu thơm Channel Number 5 thơm ngát làm anh ba nẩu ngất ngay. Anh ba nẩu sau khi đọc các tài liệu viết về ông tổ sư đại ca Marx và Lenin, thì anh chọn vào đảng Cộng trừ. Trong khi đang ngồi nghe cử tọa đang nói, thì trong anh bỗng bừng tỉnh, anh nhổm dậy nói bằng tiếng An Nam, tôi đã tìm ra được con đường bán nước rồi. Vậy hả? Mừng cho mày đã chọn Marx và Lenin, nhưng chưa buồn cho nước mày. Ê, ông nói gì vậy? Anh ba nẩu phản ứng không vui khi nghe ông Tây nói, nếu mày chọn con đường dân chủ xã hội thì mày không có cơ hội bán nước ngang chưa? Chân lý trói trong tim rồi, tôi đã ngộ, chỉ có con đường này mới thành công, từ đây trong tôi bừng nắng hả? Anh ba nẩu cười chọc quê ông đảng viên xã hội Pháp. Mình phải tìm cho mình một nickname là anh Jin Kojin. Từ nay về sau, anh ba nẩu làm đủ mọi công việc để sống, nhưng còn tiếc trẻ gửi thêm một lá đơn xin nhập học trường bảo hộ, đơn bị xếp xóa, tội mộ quốc Pháp ngu thiệt. Phải chi lúc đó cho anh ba nẩu học thì nước Pháp chẳng có kẻ thù, và dân tộc Việt không có một sát thủ Tần Thủy Hoàng. Anh Jin Kojin ngày đi phụ rửa hình với ông Tây Hồ, học thêm chính trị, chính em, chúc đỉnh để dựa hơi mấy ông lang bang lưu lạc trí thức Việt tại đây. Viết báo thì ông Bùi Quang Chiêu sửa lỗi văn phạm. Nhiều đêm tối về, anh ba nẩu lạnh lẽo trong căn phòng không lò sưởi, nghĩ đến bà Tây Mập, nếu ôm ngủ cũng đỡ lạnh, nhưng bà Tây này không cho ôm free. Anh Chin Co Chin đành lấy cục gạch nướng cho nóng cuộn trong cái chăn để sưởi ấm. Đây là một huyền thoại để anh ba nẩu nổ sau này cho đàn em. Chứ cục gạch nào mà nung lên để sưởi ấm, đốt nó nóng lên cũng tốn củi chứ bộ. Thì thiên tài phải có huyền thoại chút chút. Mình phải nổ là con mắt của mình có hai con ngươi. Mình đọc sách trong đêm không cần đèn, và nhất định là mình phải còn trinh. Mới mừng cách mệnh được, phải dệt cho mình một tấm lụa đào. Thân anh như tấm lụa đào, phất phơ trước gió biết vào tay ai. Đang ngâm câu thơ thì có tiếng nói của ông Tây Hồ Phan Tiên Sinh. Thì vào tay các Marx và Lenin chứ ai. Dạ chào cụ ạ, hôm nay viếng tể xác của tôi đúng là rồng viếng nhà tôm. Tôm coi gì, chú sai rồi, tại sao lại theo Marx và Lenin? Thưa cụ, bạo lực cách mạng như Lenin mới thành công lật đổ Nga Hoàng năm 1917, đã cho tôi một ánh sáng cuối đường hầm ạ. Mình phải lật cái triều Nguyễn Bù Nhìn, cứu quốc muốn thành công phải mở đường bán nước rồi hậu xét. Thôi, tôi tiếc cho chú uổng công bố chú gửi gắm, từ nay chú đừng tìm chúng tôi nữa, cái tên Nguyễn yêu nước thì chú cứ dùng. Nói xong, ông Tây Hồ quay ra, từ đó đoạn tuyệt với anh ba nẩu. Hắn đói meo râu, bài viết không ai sửa lỗi chính tả, gặm bánh mì uống nước lã no lòng. Thì bà Pháp mập ú thấy thương tình thằng Anamit này, lâu lâu cho hưởng vài ổ bánh mì và bơ. Nghe nói hắn đang mầm quốc sự chống Pháp, ghê à ngang, mai này biết đâu nó về xứ An Nam làm vua đâu biết được. Lúc đó hắn nhớ đến mình thì hay lắm. Bà Ngô Xuân, gì đó Chin Cô Chin, bà giúp tôi mai này tôi trả ơn ngàn vạn như hạng tính của tàu đấy. Tôi không cần ông trả ơn, miễn nhớ tháng ngày bên nhau là được. Mà hạng tính là ai vậy? Thì anh ba nẩu ngọng không giải thích bằng tiếng Pháp được. Chuyện bên tàu đem qua tay, nó trớt quớt. Trời, sao tình thấy mấy hôm trước còn ra giá mà, bà còn hát tình cho không biếu không. Ân tình anh phải mua bằng tiền.
cuộc tình chớm nở trên con đường bông ba đi làm cách mạng gặp bà phiếu mẫu người Pháp cho nương tựa, nơi tấm thân hộ Pháp và hai trái bưởi. Nhiều đêm đè anh ba nẩu món ngọt thở. Bỉ nhân xin nương tựa vào nàng sẽ không quên ơn. Thật ra ba nẩu chẳng tài cán gì, nhờ lão cá bà khôn vặt, dựa vào cái chức tri phủ quèn của cha, gặp thời nên phất vậy thôi. Sau này đàn em và con cháu bưng bô phong lên hàng thánh, là nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc, mà hắn chuyên ăn cắp của người khác rồi cho là của mình. Tình hình các nước bị thực dân Anh và Hòa Lan cai trị biến chuyển thuận lợi. Năm 1923, anh ba nẩu đi sang ngay Liên Xô để học khóa xúi dục nổi dậy, sách động quần chúng và thành lập một tổ chức chống Pháp ngay trên đất Tàu, giả vờ cộng tác với các tổ chức yêu nước khác để lũng đoạn, lôi kéo. Nếu không được thì dùng kẻ thù giết thế mình. Anh Jin Kuo-chin bắt đầu có số má trong đám lưu vong Việt Nam chống Pháp. Hắn được Stalin phái về Tàu thành lập một tổ chức thanh niên đồng chí hội, mục đích là chống Pháp đang cai trị ba xứ Đông Dương. Năm 1925, ngày 1 tháng 7, khi biết ông Phan Xào Nam từ Hàng Châu lên Thượng Hải, thì anh ba nẩu bàn với đàn em Lâm Đức Thụ, thông báo cho mật thám Pháp, thì Lâm không đồng ý. Jin Kuo-chin nói, ông ấy già rồi, chẳng làm nên tích sự gì, bán cho mật thám Pháp lấy tiền tổ chức đảng. Chúng ta còn nghèo, trợ giúp của Stalin không bao nhiêu. Nghe có lý nên Lâm đi báo cho Pháp, nhận 150.000 tiền Đông Dương, một đồng tiền Đông Dương ăn 10 franc cổ Pháp. Số tiền này được chia hai, cụ Phan Xào Nam bị bắt cóc ngay tại Thượng Hải đem về Việt Nam. Thành công nên ba nẩu tiếp tục vụ buôn bán này và bán luôn những đồng chí của mình nếu chống đối. Đến tay Stalin, bị hắn triệu về Liên Xô cho ngồi nhà đá. Những việc làm của ba nẩu bị Hà Huy tập trình cho Stalin biết. Ba nẩu thoát được sự thanh trừng của tên trâu sắc Stalin, quay về Thái Lan lấy tên Tàu hoạt động. Lúc này hắn bị bệnh lao phổi. Hắn đổi tên khác là Hồ Chí Sáng và Tống Văn. Nhiều lúc nằm đêm ba nẩu suy nghĩ, mẹ, mình nhiều tên quá, riết quên luôn tên cúng công là Nguyễn Ba Nẩu. Hắn cũng lưu lạc qua xứ Cờ Hoa làm nghề dọn phòng. Trời cũng phú cho bộ óc lưu manh, thông minh cũng học được chút đỉnh tiếng An Lê. Nhưng căn bệnh làm hắn mệt nhòi, con đường cố quốc chưa đi hết thì bị bệnh. Có lệnh từ Mốc Cu, hắn phải sang Hồng Kông để tổ chức một phiên họp nội bộ, thì hắn bị bắt năm 1932, giam tại Hồng Kông, tội phiến loạn trong khi chờ đợi quốc tế cộng sản can thiệp. Thì một buổi sáng, có một người vóc dáng giống hệt như ba nẩu, nhưng cao hơn, biết tiếng Việt, miền Nghệ An rất khá, có thể là nhân vật cơ quan nào đó của anh hay Tàu cài vào để lấy tin tức từ Hồ Chí Sáng. Tên Tàu của Jin Kuo-chin. Chào đồng chí! Kính chào đồng chí! Ba nẩu đáp lại, cả hai trước còn dè dặt sao như quen thân nhau khi thổ lộ chí hướng. Người mới bị vào tù, hắn biết nhiều về các tổ chức chống Pháp, người Việt lưu vong, tự xưng là bạn của Nguyễn Hải Thần, ông già Tàu gốc Việt gần như mất gốc. Trong khi chờ đợi luật sư, thì ba nẩu truyền lại những bí kíp võ công đã học từ xứ Liên Xô và viết hết những danh tính bạn bè đồng trận của mình, vì biết mình mang một chứng bệnh lao khó chữa, để tên này mượn hồn làm cách mạng cho xứ An Nam. Ba nẩu chết, xác ba nẩu được đem đi bí mật trong đêm khuya và người tù mới khoác lên mình tên Hồ Chí Sáng, Tống Văn hay Nguyễn Yêu Nước. Bây giờ tên này hưởng trọn. Giấy tờ được thay đổi cho phù hợp nhân thân và cơ quan tình báo Hoa Nam của Tàu Cộng. Từ nay trong nhóm làm cách mạng có một người Tàu đội lốt An Nam mau sánh sáng tích cực ủng hộ để sau này Việt Nam sẽ làm chư hầu cho Tàu. Trong thời gian ba nẩu giả đội lốt thì một cuộc vận động do Cộng sản quốc tế mời tên luật sư Frank, người Anh biện hộ cho ba nẩu, chuyển qua tội phạm chính trị nhẹ hơn tội phiến loạn, để khỏi dẫn độ về Việt Nam. Luật sư Frank yêu cầu nhà cầm quyền Hồng Kông bằng phương tiện tự túc, và kể từ năm 1932,
tới 1969, Ba Nẫu chỉ là một người tàu giả dạng và bản tin của tờ Humanity vào năm 1932 cho rằng Nguyễn yêu nước đã chết trong tù của người Anh ở trong tù Victoria Gaoi, Hồng Kông. Tác giả Phan Nhật Bắc. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.